Kính thưa quý vị, xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta trở lại với chương trình Từ Thủ Đô với luật sư Trịnh Quốc Thiên. Chúng ta sẽ nói về đề tài Tổng thống Trump đi Việt Nam và APEC 2017. Thì trước khi ông Tổng thống Trump đi công du Á Châu, thì chúng ta được biết rằng Quốc hội Mỹ đã quyết định sẽ giải mật 2.800 hồ sơ còn lại trong vụ ám sát ông Tổng thống Kennedy năm 1963. Thì ông Tổng thống Trump là người được cái quyền tối thượng để mà quyết định là có giải mật cho công chúng hay không. Thì vào giờ phút chót, hai cơ quan CIA và FBI đã tư vấn Tổng thống là không nên giải mật hết toàn bộ 2.800 bộ hồ sơ này. Nó khoảng là 1% trong tất cả những hồ sơ mà đã được giải mật. Thì với lý do là an ninh quốc gia và an ninh quốc phòng và có nhiều vấn đề liên quan tới đối ngoại về chính trị rồi đối tác nước ngoài. Và chúng ta cũng hy vọng là trong 180 ngày nữa Tổng thống Trump sẽ quyết định lại một lần nữa về số hồ sơ còn lại. Chúng ta biết là cái chết của Tổng thống Kennedy là nó có liên quan với cái chết của hai anh em ông Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu năm 1963. Đó là một cái biến cố về đảo chính quân sự năm 1963 dẫn tới cái chết của ba anh em nhà họ Ngô. Đó là Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Cẩn. Ngoài ra thì chế độ Việt Nam Cộng Hòa đệ nhất cũng đã bị lật đổ. Thì trong tay chúng tôi thì có cái bộ gọi là hồ sơ Warren Commission Report, tức là hồ sơ về cái chết của ông Tổng thống Kennedy và những gì liên quan tới cái chết của ông Tổng thống Kennedy. Thì bộ hồ sơ này á, là nó khoảng gần tới 1.000 trang do ông chánh án Earl Warren năm 1964 đúc kết khoảng 6 triệu trang tài liệu. Rất nhiều tài liệu mật của Bộ Ngoại giao, của CIA, của FBI và của cảnh sát để đưa tới một cái bản báo cáo chính thức. Tuy là chính thức nhưng mà nó có nhiều cái điều bí ẩn trong lịch sử vẫn chưa được giải đáp. Mặc dù rất là công phu, rất là chi tiết, nó đưa ra những cái kết luận rất là mù mờ. Chẳng hạn như là ai thật sự là bắn ông Kennedy hay là cái âm mưu gì đó. Thì chúng ta thấy cái tập tài liệu này vẫn chưa đưa ra được những cái lời giải đáp thỏa mãn, vẫn bị che phủ bởi những cái quyết định mờ ám của ông Tổng thống Johnson, là người kế nhiệm ông Tổng thống Kennedy. Chúng ta biết rất nhiều bí ẩn ở trong cái lịch sử của Hoa Kỳ, chẳng hạn như là cái chiếc xe mà chở ông Tổng thống Kennedy đi ở dưới Dallas á, thì sau đó nó bị coi như là tiêu hủy hay là thay đổi đi kết cấu trong đó và không có bao giờ mà đưa ra cho công chúng trong một cái thời gian rất là dài. Cho nên chúng ta coi như là mất cái tang chứng để mà biết là sự thật là trong cái xe đó nó có cái gì trong đó, nó có giấu những khẩu súng hay như thế nào, hay là một cái thế lực nào đó đã làm cho bà Jackie Kennedy phải ngậm miệng, không dám khai. Là những cái viên đạn bắn vào vai, bắn vào đầu ông Kennedy từ đâu tới chẳng hạn như vậy, và bà đã nghe được những cái gì từ ông Kennedy chẳng hạn như vậy, thì chúng ta không có được cái những lời khai của bà Jackie Kennedy. Cho nên là một nhân chứng quan trọng nhất ngồi kế ông Kennedy nhưng mà không khai gì hết. Cho nên chúng ta thấy là lịch sử nó mù mờ, mặc dù cái ủy ban này điều tra rất là tận tâm tận tình. Và trên 6 triệu tài liệu, chúng ta có thể thấy là trên 6 triệu tài liệu họ mới đúc kết ra được một cái tập tài liệu, nó gọi là Official Report. Chúng ta có thể thấy là Official Report, tức là bản báo cáo chính thức cho Quốc hội Hoa Kỳ và cho công chúng Hoa Kỳ. Và nhiều cái điều bí ẩn chưa được giải đáp. Và cho tới bây giờ là 2017, tất cả một số khoảng 1% tài liệu vẫn được che giấu. Và
cơ quan FBI và CIA cũng đề nghị ông Tổng thống Trump là phải che giấu, tức là phải bôi xóa những cái thông tin nhạy cảm trong những hồ sơ tài liệu đó trước khi đưa ra công chúng theo luật của Quốc hội năm 1992, tức là sau 25 năm vào ngày 26 tháng 10 năm 2017 là phải giải bật. Nhưng mà các cơ quan an ninh của Hoa Kỳ nói nguy hiểm quá, có nhiều cái tài liệu nó liên quan tới nhiều quốc gia, nó liên quan tới cái nhiều cái hoạt động tình báo, chẳng hạn như là khi mà bắn ông Kennedy chết ở dưới Texas đó, thì cục phản gián của Nga tổ chức một cái cuộc họp bí mật để mà họ ra một cái chiến dịch coi như là bác bỏ những cái thông tin ở bên Mỹ, thì cái cuộc họp đó, nó bị leak qua cho phía Mỹ, tức là Mỹ biết là gần như sau đó là phía Nga có một cái cuộc họp như vậy. Như vậy ai là cái người cung cấp tin cho phía Mỹ, nó nhiều cái vấn đề nó mù mờ bí ẩn, và ai là người thực sự ra tay ám sát Kennedy, và Kennedy có là người thực sự ra lệnh ám sát ông Ngô Đình Diệm, ông Ngô Đình Nhu và những người khác trong cái cuộc đảo chánh năm 1963. Vì chúng ta biết là ông Ngô Đình Diệm đã bị ông Kennedy chửi là cái tên chó đẻ, son of bitch. Thành ra chúng ta không biết là cái sự căm thù của ông Kennedy đến từ đâu, từ những cái hoạt động thất bại trong chính sách quân sự, trong chính sách về kinh tế chính trị của ông Ngô Đình Diệm, hay chính sách gia đình trị làm cho nước Mỹ và làm cho Tổng thống Mỹ và công chúng Mỹ họ phẫn nộ. Họ phải dùng những cái chữ là bọn chó đẻ, đồ chó đẻ, cái bọn ác ôn côn đồ chẳng hạn, như vậy là những cái chữ dùng để nói lên những người theo phe ông Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu. Và chúng ta biết cái cuộc đảo chính đây không phải là cái cuộc ám sát như mọi người thường hay nói, mà đây là cái sự trừng trị. Tức là nước Mỹ là đàn anh trừng trị những cái tay sai của đi theo nước Mỹ và không làm theo cái chính sách của Mỹ. Chúng ta thấy cái sự trừng trị nó rất rõ ràng. Tức là phải giết, không phải là bắn lén hay ám sát gì cả, mà giết. Và chẳng những giết ông Diệm, ông Nhu, mà sau đó là ông Ngô Đình Cẩn, một cái thời gian rất là sau đó mấy tháng là vẫn đem ra tòa, vẫn giết. Tức là cái đây là một cái sự trừng trị, chứ không phải là cái sự gọi là bắn lén, ám sát gì cả, mà đây là một cái sự gọi là trừng trị từ chính quyền Mỹ đối với những chính quyền chư hầu của Mỹ. Chúng tôi trong tương lai sẽ trở lại vấn đề này. Và xin tạm biệt quý vị khán thính giả. Hẹn gặp lại.